Thì em nghĩ đó, câu đó của anh ấy chỉ là anh ấy trẻ con, anh ấy chưa suy nghĩ trước khi nói thôi. Mà trong cuộc sống ấy thì em cũng biết rõ tính cách của anh ấy nên là cũng hiểu được và không muốn gây cái áp lực gì cho anh ấy nữa. Tại vì mình cũng là người làm nghệ thuật, vì mình đã mới chớm vào nghệ thuật, mình cảm thấy vô cùng là phải thận trọng trong khi những lời nói của mình rồi. Nhưng mà còn anh ấy thì anh ấy hơi trẻ con một chút nên là em cũng cũng nghĩ đấy là cũng những câu nói đó, chứ không biết là có phải là anh chị báo chí biên tập lại chưa rõ không hay là như nào. Người nghĩ anh Quang Lê theo một chiều hướng, đương nhiên là bây giờ thì khán giả nghĩ là có bên tích cực và fan bảo vệ, thì có bên anti fan, tất cả nghệ sĩ đều có anti fan chứ không riêng mình là nghệ sĩ sao hạng gì. Và em nghĩ là câu nói anh ấy sau khi làm bạn tôi và Thanh Bi, Quang Lê và Thanh Bi sau khi làm bạn vẫn có thể gặp nhau rồi ngủ với nhau được như bình thường, thì mọi người hiểu theo khía cạnh có thể chúng tôi thân thiết nhau sau khi làm bạn, có thể chia sẻ được tất cả mọi chuyện đối với nhau. Anh ấy cũng rất là hay giận hờn vu vơ và tính trẻ con. Thì anh ấy với em, thì anh Quang Lê với Thanh Bi thì cũng vẫn liên lạc rồi là trò chuyện rồi. Thanh Bi với Quang Lê vẫn là tính cách trẻ con rất hợp nhau đấy. Là con gái thì chắc chắn là sau một cuộc tình yêu nào đó khi mà kết thúc thì chắc chắn con gái sẽ bị thiệt thòi, tại vì con gái thì hay có cái tình cảm sâu nặng hơn và yêu chân thành tha thiết hơn là đàn ông. Thanh Bi nghĩ rằng cái đó, tức là đối với Quang Lê thì không biết sao, nhưng mà em thấy anh Quang Lê anh ấy vô tư trẻ con lắm, không suy nghĩ gì, và em cũng trẻ con như vậy, em không suy nghĩ gì sâu xa cả. Dù ra sao trong lòng mình nghĩ là tốt về nhau rồi, là mình yêu mến nhau là được rồi, chứ không quan tâm đến dư luận cũng như là khán giả nghĩ gì. Như vậy là làm cho nghệ sĩ càng mệt mỏi hơn. Nghệ sĩ thì phải cố gắng cứ phải gồng mình sống, rồi là khi nào cũng nghe theo khán giả, rồi là nghe theo cái gọi là số đông thì cũng chưa tốt lắm, bằng việc là mình muốn và mình nghĩ thực sự cái gì ý nghĩa thì mình làm. Thanh Bi khẳng định rằng Thanh Bi và Quang Lê là một chuyện tình yêu thực sự, không hề là chiêu trò hay là gì cả. Tại vì là Thanh Bi cũng không bao giờ muốn đưa ra một cái người yêu hay là một cái hợp đồng gì, hay là giống như là chị Nga, anh Mỹ gì gì, không bao giờ muốn như thế. Tại vì chuyện tình cảm của mình luôn muốn gọi là Thanh Bi luôn muốn chuyện tình cảm của mình muốn giấu kín luôn ấy, nhưng mà tại vì lại chót yêu anh Quang Lê là người nổi tiếng rồi nên là mọi người soi mói, và Thanh Bi cũng rất là ít khi up ảnh hay là gì, sợ mọi người nói là dựa hơi anh Quang Lê là nổi tiếng, thực sự cũng muốn đi lên bằng cái diễn viên của mình. Và anh Quang Lê với Thanh Bi thì chắc chắn là không phải là dựng lên chiêu trò để PR nhau làm gì, vì thực chất có rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ là mến mộ và yêu mến Thanh Bi, và ngược lại anh Quang Lê cũng có rất nhiều các bạn gái khác. Nhưng mà tại vì sao mà Thanh Bi và Quang Lê lại yêu nhau rồi công khai như vậy? 2 năm rồi thì mới công khai, chứ không phải là yêu một cái rồi công khai như vậy luôn. Và Thanh Bi cảm thấy là Quang Lê và Thanh Bi có cái duyên nên là gặp nhau, rồi là người xa xôi như vậy vẫn gặp nhau, rồi tình cảm với nhau cũng được một thời gian hơn 2 năm, cũng khá là dài rồi mới công khai. Dù cho chuyện gì xảy ra thì vẫn liên lạc là bạn, và từ nay về sau thì Thanh Bi với Quang Lê chưa nói trước được điều gì cả. Tại vì em thấy cuộc sống thì điều gì cũng có thể xảy ra được, nên là mình cứ làm tốt rồi mình sống tốt đi, mình hãy làm việc hết mình, dù kết quả, dù công việc hay là một cái mối quan hệ nào đó ra sao thì vẫn phải nói là do duyên trời. Yêu nhau thì em nghĩ là có thể mình thích, mình lựa chọn, mình yêu được. Chứ còn duyên vợ chồng chắc chắn là phải có cái gọi là số mệnh hay là duyên trời, xe duyên rồi thì mình mới có thể làm vợ chồng với nhau được.